Tinh dầu hoa anh thảo là gì? Liệu nó có thực sự tốt cho làn da và cho sức khỏe hay không? Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thì mời mọi người cùng theo dõi video ở dưới đây ạ. Trong video ngày hôm nay thì em Hoa sẽ chia sẻ tới mọi người thật chính xác về những cái công dụng thực sự của tinh dầu hoa anh thảo. Vậy thì tinh dầu hoa anh thảo là gì? Tinh dầu hoa anh thảo được chiết xuất ra từ hạt của cây hoa anh thảo. Cây hoa này chỉ có ở châu Mỹ và châu Âu. Bên nước ngoài họ lấy loại tinh dầu này bằng cách là lấy hạt để ép lạnh. Cái phương pháp ép lạnh ý, có một cái ưu điểm, đó chính là nhằm giữ lại tất cả những cái dưỡng chất cơ bản quý giá nhất của tinh dầu hoa anh thảo. Bởi vì nếu như dùng nhiệt độ cao để lấy tinh dầu ra thì sẽ là phân hủy đi tất cả những cái dưỡng chất, ví dụ như là omega 6. Tinh dầu hoa anh thảo nó chứa một cái hoạt chất rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta rất là cần hoạt chất đó nhưng lại không tự sản sinh ra được, đó chính là axit gamma linoleic. Nó là một dạng của omega 6. Loại axit béo này có khả năng thúc đẩy sự phát triển của não bộ, giảm mỡ trong máu và nuôi dưỡng tim mạch. Và nó giúp cơ thể chúng ta tăng khả năng hấp thụ các loại vitamin như là vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K. Sau đây thì em Hoa sẽ đi kể về một số công dụng cơ bản của tinh dầu hoa anh thảo. Tinh dầu hoa anh thảo nó được dùng để điều trị các bệnh về da như là chàm da, viêm da dị ứng. Và nhất là nó có công dụng điều trị rất là hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá, bởi vì nó có thể điều chỉnh nội tiết tố, giúp da giảm tiết bã nhờn, giúp kháng viêm cho da. Em Hoa thấy nó và kẽm là một trong những loại thuốc được bác sĩ da liễu kê đơn rất là nhiều để điều trị mụn trứng cá. Bên cạnh đó thì nó cũng có vai trò rất là quan trọng trong việc tái tạo lại cấu trúc của tế bào, giảm bớt đi những cái tổn thương của da, ngăn ngừa sẹo, hỗ trợ điều trị sẹo lâu năm đối với sẹo lõm và sẹo thâm. Tiếp đến là tinh dầu hoa anh thảo còn giúp da được trắng sáng hơn, làm mờ các đốm nâu, hỗ trợ điều trị tích cực trong việc điều trị nám sạm, nhất là nám nổi tiết ở các chị lớn tuổi. Việc uống tinh dầu hoa anh thảo ấy còn giúp chị em được trẻ hóa da, giúp giảm nếp nhăn cho da. Không chỉ tốt đối với da mà tinh dầu hoa anh thảo còn giúp cho tóc được mềm mượt hơn, tóc không bị sơ, không bị gãy rụng. Và đặc biệt hơn đó là omega 6 có trong tinh dầu hoa anh thảo còn có khả năng chuyển hóa mỡ thừa thành những năng lượng tích cực cho cơ thể. Nên từ đó có thể giúp cân bằng lượng mỡ trong máu, cân bằng lượng đường trong máu, ngăn ngừa các bệnh về mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Ngoài ra thì em Hoa thấy omega 6 cũng rất là tốt cho tim mạch, giúp ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Nó có thể ngăn chặn các cơn đau tim và phòng chống được nguy cơ đột quỵ ở những người bị tim. Đối với những người bị bệnh lý về viêm đa khớp, bị khô khớp thì việc uống tinh dầu hoa anh thảo sẽ giúp điều trị bệnh viêm khớp cực kỳ hiệu quả. Bởi vì rất nhiều khách hàng đã phản hồi lại rằng sau khi uống tinh dầu hoa anh thảo tầm khoảng 3 đến 4 tháng thì không còn bị các triệu chứng là đau mỏi khớp, không còn bị khô khớp và các khớp tay, khớp chân được vận động linh hoạt và dễ dàng hơn rất nhiều. Cái việc uống tinh dầu hoa anh thảo cũng giúp cho chúng ta giảm đi khả năng bị loãng xương, bởi vì nó tăng mật độ canxi cho xương nên từ đó xương sẽ không còn bị giòn, bị xốp nữa. Còn đối với nội tiết tố của chị em phụ nữ ý, thì em Hoa thấy loại tinh dầu hoa anh thảo này nó gần giống như một cái loại thần dược ý, bởi vì nó giúp điều hòa kinh nguyệt và giảm đi một số triệu chứng khó chịu trong kỳ kinh, ví dụ như là đau bụng, đau lưng hay là mệt mỏi. Nó còn có thể tăng dịch nhầy, cải thiện vấn đề khô hạn ở cô bé, tăng khả năng thụ thai, giải quyết về căn bệnh lãnh cảm ở chị em sau sinh. Hoặc là một số chị ở độ tuổi tiền mãn kinh ấy thì hay bị các triệu chứng như là stress, bốc hỏa, căng thẳng, thì cái việc uống tinh dầu hoa anh thảo ấy thì sẽ giúp cho các chị em là giảm đi các triệu chứng bốc hỏa, stress và sẽ được ngủ sâu hơn. Và cái việc uống tinh dầu hoa anh thảo còn giúp các chị em phòng ngừa luôn được bệnh đa nang buồng trứng mà em Hoa thấy hiện nay bệnh này khá là phổ biến. Vậy thì những ai có thể uống được tinh dầu hoa anh thảo ạ? Tất cả mọi người từ bé đến lớn, không kể già trẻ gái trai, đều có thể uống tinh dầu hoa anh thảo để làm đẹp da và chăm sóc sức khỏe. Và đặc biệt hơn là những bạn nào đang bị mụn trứng cá do dậy thì này, hay là những chị em ngoài 30 da dẻ đang trên đà bị lão hóa, bị đen sạm, những chị em bị hiếm muộn hoặc là đang có dấu hiệu về rối loạn nội tiết thì đều có thể sử dụng tinh dầu hoa anh thảo như một giải pháp để làm đẹp da và để chăm sóc cho sức khỏe của mình. Em Hoa thấy có rất nhiều mẹ trong thời gian bầu bí thì da bị xấu đi, người thì nóng nực, mệt mỏi nên cũng muốn bổ sung tinh dầu hoa anh thảo, nhưng mà không biết rằng những cái sản phẩm có chứa tinh dầu hoa anh thảo có an toàn cho mẹ và bé hay không. Nên tận đây thì em Hoa cũng xin chia sẻ sâu hơn về vấn đề này để các mẹ đỡ phải băn khoăn ạ. Đó là tinh dầu hoa anh thảo cực kỳ an toàn. Nó còn an toàn hơn bất kỳ những cái dạng thực phẩm chức năng nào khác dành cho mẹ bầu. Bởi vì nó có thể cân bằng hormone ở buồng trứng, khiến cho mẹ sinh nở dễ dàng hơn. Nhưng mà các mẹ lưu ý cho em Hoa một điều, đó là nên dùng tinh dầu hoa anh thảo ở 3 tháng cuối của thai kỳ thôi ạ.
Và khi cho con bú ý, thì mẹ vẫn có thể uống tinh dầu hoa anh thảo mà không hề lo ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ hoặc là không lo mất sữa đâu ạ. Và nhất là đối với những chị sau sinh ý, thì em Hoa thấy cái sản phẩm mà có chứa tinh dầu hoa anh thảo ý, nó thực sự rất là cần thiết. Bởi vì sau khi sinh thì cơ thể chúng ta thay đổi rất là nhiều. Lúc đó thì tất cả các bộ phận trên cơ thể chúng ta đều thay đổi, từ da rẻ cho đến sức khỏe và tinh thần. Cho nên việc uống tinh dầu hoa anh thảo nó sẽ giúp cho chị em chúng ta tu bổ lại nhan sắc, sức khỏe và tinh thần. Vậy thì nên uống tinh dầu hoa anh thảo trong thời gian bao nhiêu lâu? Có rất nhiều chị em hỏi em Hoa rằng uống tinh dầu hoa anh thảo trong thời gian bao lâu là tốt nhất? Thực ra thì uống tinh dầu hoa anh thảo rất là tốt, rất là an toàn. Nên nếu như mà có điều kiện thì mọi người có thể uống tinh dầu hoa anh thảo quanh năm, uống hàng ngày thì càng tốt ạ. Nhưng mà cũng không nên uống quá nhiều, chỉ nên uống theo chỉ định của nhà sản xuất để tránh gây lãng phí ạ. Bình thường thì chúng ta có thể bổ sung 3-4.000mg tinh dầu hoa anh thảo trên một ngày. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những cái sản phẩm có chứa tinh dầu hoa anh thảo đến từ các nước khác nhau như là nước Đức này, nước Mỹ này, nước Anh này, rồi là cả Hàn Quốc. Thế nhưng thực sự trong tất cả những cái sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo hiện nay thì em Hoa thấy cái sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo của Úc đang đứng số 1 về chất lượng cũng như là về doanh số bán ra hàng ngày. Và đây chính là cái sản phẩm mà em Hoa vừa nhắc đến ạ, tinh dầu hoa anh thảo của Blackmore. Cái lọ này có 190 viên. Đối với cái thương hiệu Blackmore của Úc này thì hiện tại nó có hai cái sản phẩm. Đó là một cái sản phẩm 125 viên và một cái sản phẩm 190 viên như thế này ạ. Hai cái sản phẩm này thì nó chỉ khác nhau về số lượng thôi ạ. Còn về chất lượng thì nó như nhau, về hàm lượng thì như nhau. Nhắc đến cái thương hiệu Blackmore này thì nó quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Tất cả các sản phẩm của hãng này đều chất lượng tốt mà giá thành lại không quá đắt. Chính vì thế nên nó rất là nổi tiếng ạ. Đối với cái sản phẩm này thì em Hoa thấy trong một viên tinh dầu hoa anh thảo nó có chứa 1.000mg. Ở trên bảng giá trị thành phần này hãng có công bố đây ạ. Đây là Evening Primrose Oil 1.000mg ạ. Và ngoài ra thì có acid gamma linoleic 100mg. Cái sản phẩm em cầm trên tay nó là mẫu mới ạ. Ngày xưa thì cái hộp của nó màu xanh cơ, nhưng bây giờ thì mẫu mới đó là màu hồng ạ. Về cái điểm thiết kế thì cái dòng 190 viên nó khác cái dòng 125 viên một chút. Bởi vì cái dòng 190 viên thì nó là lọ bằng nhựa, còn cái lọ 125 viên thì nó lại bằng thủy tinh. Đối với cái sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo này thì nó được sản xuất theo công nghệ rất là tiên tiến của nước Úc. Đó là cái phương pháp ép lạnh hạt để lấy tinh dầu ạ. Sản phẩm này có một cái em rất là thích, đó chính là nó không có chứa đường và không có chứa chất bảo quản gây ung thư. Sản phẩm này thì nó có rất là nhiều công dụng, như em Hoa vừa kể ở trên, những công dụng của nó đối với da và đối với sức khỏe rất là nhiều. Nó làm trẻ hóa da, làm đẹp da, làm trắng da, chống lão hóa cho da, làm mềm da, làm mượt tóc. Và nó cực kỳ tốt cho tim mạch, kiểm soát cân nặng, giảm mỡ máu. Nói chung là về công dụng của nó như em vừa kể trên ý, rất là nhiều. Cái sản phẩm này thì rất là tốt rồi, nhưng quan trọng nhất là mọi người phải mua được đúng hàng chuẩn, hàng chính hãng. Bởi vì thực sự bây giờ cái sản phẩm này hàng giả tràn lan rất nhiều. Tinh dầu hoa anh thảo này thì bên em Hoa nhập trực tiếp từ công ty bên Úc, hoặc là bên em Hoa canh những cái đợt sale của công ty hoặc là siêu thị Shimad. Bởi vì mỗi lần nhập về bên em nhập với số lượng rất là lớn để mang vào cho mọi người với giá thành hợp lý nhất. Hàng bên em Hoa thì khi nhập về có cả bill đàng hoàng và có cả video khi đi lấy hàng bên Úc. Nên em xin cam kết và khẳng định với mọi người tất cả những cái sản phẩm bên em Hoa nhập khẩu vào đều là hàng chuẩn, hàng chính hãng và đều là hàng nội địa của Úc. Nhất là đối với những cái sản phẩm của Blackmore. Còn về cái giá cả đối với hàng chuẩn ý, thì cái sản phẩm 190 viên như thế này, em Hoa thấy một số nơi siêu thị hoặc là store lớn ý, người ta đang bán cái sản phẩm này từ giá từ hơn 800 cho đến 1 triệu. Còn về cái giá hàng giả thì em không thể so sánh được bởi vì hàng giả người ta bán rất là rẻ. Nhiều khi bản thân em thấy rất là hoang mang bởi vì thực chất cái sản phẩm Blackmore 190 viên như thế này, bên Úc hiện tại người ta đang bán tính ra giá tiền Việt Nam ý, nó là hơn 800.000. Nhưng tại sao có một số chỗ người ta bán cái sản phẩm 190 viên như thế này với giá hơn 400, em không hiểu nổi nó là cái hàng như thế nào. Chính cái điều đó nó làm cho không những mình em mà khách hàng rất là hoang mang, bởi vì giá thành chênh lệch nhau quá nhiều đúng không ạ? Nhưng mọi người lưu ý giúp em, nếu như hàng chuẩn thì không có cái giá siêu rẻ như vậy đâu ạ. Em Hoa nghĩ rằng mọi người nên sáng suốt để lựa chọn những cái sản phẩm thực phẩm chức năng để uống, bởi vì thực chất ra ấy, về cái vấn đề mình mua phải hàng giả thì mất tiền là một phần, nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình đúng không ạ? Đối với bên em Hoa ấy, thì em cam kết với tất cả mọi người, tất cả những cái sản phẩm mà bên em Hoa bán, kể cả tinh dầu hoa anh thảo, sữa ông chúa hay là collagen ấy, nó đều là những cái sản phẩm bên em nhập trực tiếp từ nội địa các nước về. Nếu khách hàng nào phát hiện ra bên em Hoa bán hàng giả thì bên em Hoa xin đến gấp 10 lần cái số tiền mà khách hàng đã mua cái sản phẩm đó.
Và em Hoa xin khẳng định là một lần nữa, đó là em Hoa làm bằng tất cả cái tâm của mình. Và mục đích của em ý là tạo dựng được uy tín và niềm tin để mọi người gắn bó và ủng hộ lâu dài với bên em. Nếu như mọi người cần tư vấn gì thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua Zalo, Facebook hoặc hotline theo số điện thoại 0985 22 9900. Xin chào và hẹn gặp lại!